vàng nha, thạch vàng. Diện tích 30 m, mặt tiền hơn 5 m. Vệ sinh nhà tổng diện tích là 30 m, 4,5 tầng, thiết kế gồm có một phòng khách, một bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 6 bơi. Lên tầng 2 nhé. Nhà thiết kế là vệ sinh khép kín trong phòng luôn, vệ sinh khép kín này. Vệ sinh cũng xong đấy. Vệ sinh không có. Cửa gỗ thiết kế đẹp ấy. Lên tầng 3 nhé. Cửa gỗ này là nhìn đẹp đấy. Lên tầng 3 nhé. Vệ sinh khép kín trong phòng.
Whisky của tôi. Lên tầng 4 nhé. Như vậy là 30 m², mặt tiền 54. Ba phòng ngủ, 4 vệ sinh. Nhà 3 vệ sinh khép kín trong phòng ngủ luôn. Một phòng thờ, một sân phơi. Vệ sinh tầng 4 này. Lên tầng tum nhé, phòng thờ và sân phơi ở trên. Kết thúc video đây nhé.